say đâu. Quen hả? Chán quá. Những cái bụt ghê. Vậy là tìm sẽ có quán nào không? Đi thử ở đó là đường đồ hay tí. Hay đi quán uống bia không? Cũng được. Hay uống bia, view rất chill. Và tập bánh chị dịch thống hay không? Đi không đẹp? Được. Và muốn quán nào ngồi cho sân thượng nó dễ nhìn hơn, thoáng đẹp hơn. Có luôn, ok. Gần đây không? Cũng gần, ở bên Bình Thạnh á. Gần, không sao. We were so bright, standing in the sunlight, never got burned. We were alright, had that easy kind of love, and I let it in. Like we were floating, baby, I swear we were golden. It was easy, natural as breathing air. And when the sky went dark, you think I would've known before we let it get this far. I should've let you go. Now I gotta crawl. Biết bao nhiêu là khói bụi xe cộ, không khí ô nhiễm, thì cuối cùng mới tới được cái quán Trạng Bàn Rất Tốt, nằm ở trên Bạch Đằng ở Bình Thạnh. Thì ấn tượng đầu tiên của Mỹ khi đến với quán này là như thế nào? Nó không quá sang trọng, nó không quá thành phố. Thì cái quán này nó nằm ở trên rooftop, thì có một cái đường dẫn đi lên chung chung nhỏ vậy đó. Thì nó là một tòa nhà, nó nằm ở trên rooftop, thì mình có thể đi lên bằng thang máy tòa nhà đó. Thì kiểu lúc mà đi lên đó thì mọi người sẽ không hình dung được nó như thế nào, nhưng mà lên tới nơi đó, thì nó một có một cái chút gì đó là retro, rất là vintage. Xong rồi tới đó, thì nhân viên chào đón rất là nhiệt tình, rất thân thiện, kiểu cười nhân viên hỏi là mình đi mấy người trước, đúng rồi, kiểu quan tâm. Xong rồi nó có một không gian rất là mở, nó không nhỏ như là mình nghĩ, nó được bày trí rất là nhiều cái bàn nhỏ để mọi người ngồi từ nhóm nhỏ với nhau, hoặc là ngồi hai người nhìn ra không gian ở ngoài, mình có thể ngắm được hoàng hôn buổi chiều, hoặc là ngắm thành phố lúc mà tối yên đẹp là đẹp. Với Tuấn có như vậy á, lần đầu tiên khi mà Tuấn nhìn vào những cái hình ảnh khi mà chụp ở trên fanpage của Trạng Bàn Rất Tốt, thì Tuấn thấy cái chỗ rất là chill. Thì cho nên là Tuấn mới muốn một lần nào đó mình lại cho mình để mình thử mình chụp hàng hô mà xem thử nó có thật sự là đẹp như vậy không. Thì ở trên đây thì đúng nó không hề cũng những tí kỳ lộng là cũng đúng cả, từ không gian cho tới cách bày trí rất là hợp lý. Đúng rồi, nó vừa có một cái tí gì đó mà của Việt Nam, xen kẽ đó nó vẫn có một cái tí gì ở thế giới nó hiện đại. Đúng rồi, và đặc biệt ở đây thì ở đây thay cho những cái bạn mà không thích những cái ồn ào bụi bặm hay là những nơi mà bao phức, những nơi chiêu chiêu nhẹ nhàng mà nó vẫn có một tí gì đó chất riêng dành cho các bạn á, thì các bạn có thể tới đây. Nhất là ở đây bài trí đèn vàng rất là nhiều. Đúng rồi, nhẹ nhàng mà nó êm ấm. Khu vực phía sau mình tí nữa sẽ lên một cái đèn vàng
dự kiến sẽ cực kỳ đẹp. Và không gian ở đây thì phải gọi là không có góc chết luôn. Các bạn có thể xách máy ảnh lên, chụp góc nào cũng sẽ lên hình. Rất nhiều thứ. Và bây giờ mình hãy bây giờ mình cùng nhau để đi chụp ảnh. Ok, go. Do you remember happy together? I do. Don't you? Then all of a sudden you're sick to your stomach. Is that still true? You said forever, in the end I fought it. Please be honest, are we better for it? Thought you'd hate me, but instead you called and said I miss you. Okay. Giờ trời cũng hơi tối rồi, trên mặt đất cũng hơi xanh đẹp, xung quanh mọi thứ khá là tối. Nhưng mà được cái đó là bây giờ mọi thứ đã lên đèn rồi, rất là đẹp. Mình có thể xem bước sau. Thì bây giờ mình sẽ review sơ sơ về thức uống ở đây. Đang được hoạt động. Mình có Blue Monday. Thì với ở cái này á, mình làm có rất là nhiều thứ đa dạng, các bạn có thể thử từ bia bia bình thường, bia truyền thống, để tới các dạng bia craft, bia thủ công, hoặc là các dạng bia nước sai đao và bia ngược á, có rất là nhiều thứ các bạn có thể thử. Nói chung là ở đây chỉ toàn ăn con hôn không, nhưng mà cũng có một vài thức uống và soda hay nước trái cây. Ví dụ là các bạn không thể thử được á, các bạn có thể kêu những món đó. Bên cạnh đó mình có rất là nhiều đồ ăn. Đây là chicken chips, là miếng gà nhỏ người ta viên lại trên cái bột ha. Thì trong đó có một vài miếng khoai tây chiên nhỏ ăn kèm để ăn với nước. Đặc biệt nước ở đây khá là ngon, khá là cay. Bột và bột mềm. Chiêu thấy là vừa lộn, rất là lộn. Ổn, cũng thấy bia này rất là ổn, rất là nhiều loại bia uống rất là ngon. Đặc biệt là bia Corona. Corona. Cái đó khoảng bao nhiêu độ đó? 5 độ. Thường thường bia, những loại bia ở đây thì khoảng 5 độ. Tức là 4-5 độ. Đúng rồi, 4-5 độ. Còn cái Blue Monday có thể uống vô. Anh đó, cái anh nhân viên ở đây anh kêu là cái này nó sao lờ ở quán. Thì cái này được pha cái rượu, cái rượu ngon đó. Mới đầu uống thì nó tê cái môi luôn. Nhưng mà uống rất là ngon, cái độ nó vừa phải rồi. Nhưng mà cái vị rất là ngọt, cái vị ngọt của Blue Soda. Cái rượu nó hơi mạnh một xíu nhưng mà nó vẫn vậy. Dựa trên 2.5 thì để sẽ cho thằng đánh giá quán chẳng là rất tốt và nhiều điểm. Xét về viên trước thì cái viên rất là ổn, có thể nhìn ra được landmark này, có thể nhìn thấy được expo, có thể nhìn thấy được số ở dưới. View rất là đẹp, có thể ngắm được hoàng hôn nữa. Về phục vụ thì cũng rất là tốt, những phục vụ ở đây cũng hơi đẹp trai, các bạn đi dễ thương lắm mọi người, thân thiện, biết thân thiện quan tâm lắm. Nếu mà ở đây mình ở ngồi trên rooftop trên 12 thì có một cái lúc ở đây nếu mà mọi người muốn order hay là muốn viết thêm về cái nhân nhung hay gì đó ở đây á, thì mọi người có thể nhấn cái lúc đó thì nhân viên sẽ leo lên để tư vấn mọi người, thì nó tiện đó, cái đó là tiện. Okay. Còn về cái trang trí của ở đây thì trang trí rất là hợp lý, đèn vàng đó. Mặc dù nó hơi tối xíu tại vì đây là gym của mọi người thì rất là phù hợp, nhìn nó rất là ấm, nhìn nó cũng ok. Thì xét lại cả về đồ ăn thì uống không phải bạn nữa rồi thì chấm trên 2.5. Đúng rồi, muốn hỏi là hợp lý với Tuấn thì Tuấn là một người khá là dễ dãi và
tới cách phục vụ, tới các loại thức uống, rất mọi thứ rất là ổn. Và các bạn thử nó một lần đi. Địa chỉ ở đây là 238-2 đường Bạch Đằng. Cảm ơn tất cả các bạn.